Lo ngại tấn công Syria làm chỉ số DAX bị suy giảm, tin từ Frankfurt. Lo ngại Hoa Kỳ sẽ tấn công quân sự ở Syria làm cho chỉ số DAX bị suy yếu. Ông Robert Harver, một phân tích gia thị trường, đã nói rằng chỉ số DAX yếu hơn nhưng không yếu như ngày hôm qua. Ông nghĩ dù tấn công quân sự có giới hạn cũng phải trả giá. Syria có chung biên giới với Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran nên tấn công Syria là điều nguy hiểm. Giá dầu đang gia tăng nhanh chóng và giá vàng cũng đang gia tăng. Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo châu Âu và Ả Rập đều cho rằng ông Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học, mặc dù các chuyên viên của Liên Hiệp Quốc vẫn còn đang điều tra. Trong lúc các thanh tra Liên Hiệp Quốc còn đang ở Syria, cuộc tấn công khó có thể diễn ra vì sự an toàn của họ.